bà các mẹ các chị. Để chương trình được bắt đầu thì chúng ta sẽ tổ chức dâng hương. Và dâng hương thì thay mặt ban tổ chức chúng tôi thông báo phía sau. Các đội cử mỗi đội là ba chị sẽ vào dâng hương cùng với cô chủ nhiệm câu lạc bộ chị Nhung ơi. Chúng ta sau khi dâng hương xong chúng ta sẽ ra ngoài này, chúng ta sẽ làm công tác tổ chức. Xin kính mời các đội sẽ cử lên ba người. Các chị nhanh lên ạ. Bởi vì bây giờ đã hai giờ kém rồi. Các chị xếp hàng đôi đi ạ. Không, các chị xếp hàng đôi luôn ạ. Hàng đôi như nào là hàng đôi ạ? Mỗi đội ba người. Chúng ta xếp thành hai hàng. Ba người nhưng mà xếp thành hai hàng. Để chúng ta chuẩn bị đi vào dâng hương cho nó đẹp ạ. Xin mời các chị ạ. Chiều đi theo chiều này đi.
xin báo cáo với bạn là sau khi chúng ta dâng hương anh chủ tịch Hồ Chí Minh xong, chúng ta trở lại đến chúng ta đứng chờ đợi. Tôi sẽ dành một phút để anh hùng liệt sĩ. Của thành phố Phủ Lý. Nhân ngày 8 là thành phố Phủ Lý. Cảm ơn bác nhé. Dạ vâng.